Này, tao bảo thật nhá, chồng mày vừa đi kiểu giai điệu đi như kiểu vừa thằng vừa đi bơm xe đạp ấy. Này, cứ tưởng là nó yếu nó thế, hóa ra thằng này là đêm nó cho bơm xe đạp lắm cả ngày nó mới đi kiểu thế, hiểu chưa? Mày nữa. Này, chắc là khoai hạt tĩnh to, hiểu không? Khoai hạt tĩnh to, nó khác ở bọn mình là chỗ đấy. Mệt quá. Thế, giống như kiểu là đã hết hơi ấy. Bình thường đàn ông như này đúng không? Bây giờ mày muốn nó đứng lên thì mày phải nâng niu cho nó đứng ngược lên. Bây giờ mày muốn nó nâng niu và nó đứng ngược lên để cho nó đáp ứng được cho mày. Mày phải yêu chiều, phải nhẹ nhàng với nó. Con này nó. Đây mày giơ dây chun một cái nó gục đầu lên rồi, nó làm sao mà nó ngóc đầu lên được nữa. Trang ơi. Rồi. Tối hôm qua chồng mày về thế thì lâu lâu mới về thì có sướng không? Mày hâm mày hỏi dở. Như cái chuyện. Nó lại bắt đầu đấy. Mà Thủy mày có thấy không? Thế cái này không sướng thì mày dở mày thế mà mày hỏi. Mày đúng rồi. Mà tao khổ lắm mày tưởng à. Mấy hôm đi làm với nó như kiểu mà tao phải rủi em mình ngồi nhỉ. Thế hôm qua thế nào mà mày nghỉ? Thì tao mệt thì tao nghỉ. Này, tao hỏi thật. Hỏi dở. Tao hỏi thật mày nhá. Thế nào mà mày mệt? Hôm nay có con Trang ở đây đó, tao đảm bảo không bao giờ mày nói dối được. Mọi khi mày cứ chém tao thôi nhá, bởi vì tao không ở gần. Nhưng mà con này nó săn vách ra mày đi. Mày đi ngủ mày đánh giấm mấy quả đâu biết. Mày cái con này. Đó, mày là tao mệt thì tao nghỉ, đừng có hỏi xoáy làm cái gì. Lý do làm sao mà mệt? Đây, tao thì ăn no quá. Ăn no á? À, bụng nào no? Bụng thì trên hay bụng dưới? Thì ơi, tao hỏi mày như hôm qua thế nào mà nhà tao mẹ chồng tao mới về chả thấy dình. Mày đến lão chồng nhà tao bảo suốt ngày mày được nghe thế này à, mà tao không biết nói với chồng tao thế nào. Này, tao bảo thật, tao thấy suốt ngày mày mua giường mới mà tại sao mày cứ để cái giường nó kêu cốt kết thế nào thì hả? Mày rồi này thật ra nhá, mới đầu tao không nghĩ mày thế đâu Thủy ạ. Mày chúng mày đừng có hiểu nhầm, đừng có nghĩ linh tinh. Tinh gì? Thế tao hỏi mày tối nay mày cốt kết là cái gì cốt kết? Hả? Cái gì nó kêu? Cái giường nó cứ quá rồi, dính phải mua phải giường đều là thế. Ờ, đi hẳn Kim Liên mua gỗ mà vẫn kêu đều. Thế thì tao hỏi, tao thử hỏi là cái, không biết là cái Kim Liên đấy cho rồi, đây là cái cũ. chắc là nó lung hết ốc rồi nên mới cho đúng không? Thì thế thì mới chồng mới phải vặn ốc lại. Hai vợ chồng mày như hai kẹo vặn mà tao thấy đổi giường liên tục. Khổ nỗi mày ạ. Con này suốt ngày nó chê mình là kẹo vặn. Khổ nỗi cơ mà đúng thật, lâu lão chồng nhà tao về, lão nhà tao đâu hả? Suốt ngày vợ phải nghe thế này mà tao cũng không biết trả lời thế nào mà tao cũng thua. À quên, mày cứ bảo vâng là xong có cái gì. Thế đấy là chuyện rất bình thường. Thế mày cứ phải tò mò đấy nhỉ? Thế sao suốt ngày mày giấu tao thế? Tao hỏi mày bảo chứ không, tháng nhà tao mới được cãi thôi. Ôi giời ơi, tao nhá, hôm qua mày hôm nào nó biết hết rồi. Không phải giấu nữa. Cái gì? Biết vợ chồng nhà mày thế nào rồi, mày máu cái khoản đấy lắm. Nghe mày lại nói linh tinh phải không? Tao nói gì đâu, nghe sao nó lại nói thế? Hôm qua tao đi làm mày với nó. Bốc phét gì với nó? Thì đúng, thì nó hỏi tao bảo thế với chồng mày về có sướng không? Tao bảo thế mày dở hơi mày hỏi, lâu lâu lão chồng nhà tao mới về chả sướng mà. Tao lại nói chuyện là lão này nhá. Lão chồng nhà tao hỏi mày lại vui mồm như thế. Đấy, thấy chưa? Nhưng mà khổ mày cứ phải giấu ngay. Tao thấy mày cứ nhà bảo tao có thế nào tao nói thế, nhưng mà đùa bọn này tao biết ngay mà. Tao cứ tưởng là cho chồng nên là tao không bao giờ muốn nói cái gì là bởi vì như thế, chỗ nào vui mồm. Không, nó hỏi tao thì tao như kiểu mà được mùa ấy. Tao có nghĩ gì đâu. Tao cứ tưởng là chồng mày nó yếu quá không làm ăn gì được cho nên là mày đi làm mày mới buồn. Hóa ra là khả năng là tối nào mày phải làm đôi cái. Tối nào rình rình cho nên là mệt quá đi làm nó mới phở râu chê ra. Có làm được đâu, một lúc ấy chứ. Mệt quá. Thế giống như kiểu là đã hết hơi ấy. Mày thôi, mày nói nó vừa thôi, mày còn kia kìa. Mày, chồng nói nhá. Thủy ơi. Thủy ơi, mày không biết đâu ạ đấy. Nó gù rồi. Này, trước mẹ nó hẻo gù. Nói với tao. Ý là nói xấu mày, nó với tao là nói xấu mày. Nó ngồi với mày. Mày lại bắt đầu nói xấu tao, tao thề luôn. Này đi vào chủ đề chính đi, không phải cái chuyện đấy đâu. Đấy là này, đánh chỗ. Nhưng mà Thủy ơi, thì tao hỏi thật nhá. Nhà tao săn vách nhà mày mãi tao chả bao giờ, mày chưa bao giờ thấy tao hỏi hôm qua cô Huyền nó kể với tao bảo chứ chồng mày như cái kẹo vặn ấy, thì liệu không biết này tao không nghĩ được nào ra nên tao hỏi thử mày đấy. Tao mày chơi với nhau hôm nay đúng là thằng xóm với mày. Bây giờ tao mới phát hiện ra thảo nào là mày mua con đùi đỏ cho chồng mày mặc rồi. Chân lông cái nhỏ thế mày mua con đùi đỏ mặc là để mày chơi. Mày làm thế nó đàn bà nó ở ngoài đi đường nhìn thấy nó không thèm đúng không? Mày sợ tao lấy mất chồng mày à? Mày phải làm thế à Thủy? À, nhà tao xài không hết nhá. Mày đừng tưởng cái loại mà bằng cái kẹo vặn của nhà mày mà tao thèm. Này, tao bảo thật nhá, chồng mày, mày đùa nói ra mà nói hơi quá nhưng mà sự thật.
Người đi thì này vừa đi kiểu giai điệu đi như kiểu vừa thằng vừa đi vừa bơm xe đạp ấy. Này cứ tưởng là nó yếu nó thế, hóa ra thằng này là đêm nó cho bơm xe đạp lắm cả ngày nó mới đi kiểu thế, hiểu chưa? Mày nữa. Mày cứ nói đi chứ. Đi chứ. Đi kiểu thế. Ôi, tao nghĩ mà tao cứ buồn cười. Ôi trời ơi, tao chết mất. Rồi tao bảo thật này, mày cũng vừa phải phải thôi, bạn thân với nhau. Tuy là tao máu không bằng mày thôi, nhưng mà mày phải cố gắng làm sao mà để thôi mày giữ gìn sức khỏe. Thôi thôi đi xin ạ, tao máu không bằng mày gom hai bà ngang cơ. Hai bà ngang cơ. Ông cái gì? Kéo sập mấy cái giường mày... ở ngoài. Thôi chúng mày im đi, chồng tao nó to béo dùng có hết công suất ông không gầy được. Chính vì to béo nên là mới bị sập giường. Sập giường thì tao sẵn sàng tao bỏ tiền ra, tao mua giường mới mà. Mua cái sự sung sướng cho mình thì tội gì mà tao không mua. Nhưng mà đây á, tao thôi nhưng mà thật, vợ chồng tao làm suốt ngày như thế, tao anh ấy vẫn to béo, nhưng nhà mày chồng mày đi à? Dạ. Vẫn suốt ngày bấm xe đạp thế này, trời ơi, khổ lắm nó. Tao phải nghĩ mà thương chồng mày Thủy ạ. Hôm nay tao mới biết bản chất của mày là như thế nào. Ôi giời, về nhà mày chả biết thôi, biết sáo phát mà phải lên luôn không thì mày khác chết đi. Tao nói mà nó mà kể linh tinh này. Tao còn nghe nói nhá, mày mà không lên giường nó còn mày còn nó mà không lên giường mày còn lấy dây chun bắn đúng không? Phải không thì hả? Mày làm thế làm sao mà nó dựng ngược không? Mày chưa cần giơ dây chun này, vừa giơ dây chun lên này cái nó là thụt bố cổ nó lại rồi. Con này mệt với mày quá đấy. Mày thích chuyện mấy thì thích, nhưng mà mày phải nhẹ nhàng với nó thôi. Thích cái gì mà thích? Vuốt ve che chở nó thì nó mới yêu thương mày. Bây giờ mày cứ giơ cái giấy cao su lên. Tao nói thật nhá, kể cả lúc không có gì á, nó cũng sợ rồi, đái ra quần rồi. Chứ đừng nói mà lúc bảo nó là giơ dây chun ra bảo nó lên giường. Có ba đứa với nhau gấp mày cứ phải xấu hổ cái gì. Này chắc là khoai hạt tĩnh to hiểu không? Khoai hạt tĩnh to nó khác ở bọn mình là chỗ đấy. Thảo nào mà Thủy nó say thế là phải. Trời ơi, bao nhiêu anh to cao đẹp trai nó có lấy đâu. Cứ toàn là ví von linh tinh vặt mai đi đây này. Bay bảo hẳn hạt tĩnh lấy cái anh mà vừa đi vừa bơm xe đạp. Bơm xe đạp thì mình đỡ phải làm, có xe đạp mà đi sướng quá gì nữa. Mình mới đầu mình cũng nghĩ oan cho chồng nó, cứ tưởng là chồng nó khó tính, cái mặt nó mới thế này hóa ra là nó mệt nó về nó bắt hết đây mày. Tưởng gì cần huýt sáo phát không biết không răm rắp khác chết với nó đấy. Tao ở cạnh tao biết lại kiểu là bị kiệt sức quá đấy, mình nghĩ thương ông ấy hóa ra mình trách đấy. Mày đấy. Mày thông tin mày hỏi Thủy mà xem đấy, mày đấy hôm qua đấy chồng tao đi làm cả năm mới về lần im re lặng tiếng đằng này đầy nhà lúc nào cũng nhịch. Lỗi là lỗi do con này đấy, không phải do ông ấy đâu. Mình cứ nghĩ là bây giờ mày hôm qua kể chuyện tao mới nghĩ bây giờ nghĩ thương khổ thân ông đấy. Một mình bơ vơ ở ngoài này hiểu chưa? Không lên giường thì đòi bắn cao su. Mà lên giường thì hôm sau thì đấy, nhìn cái tội đấy. Tội cái gì? Tao chưa hỏi rõ người. Người thì khó tính như ma đã chả biết cái gì rồi mày. Tội. Không thương tao thì thôi, thương gì ông ấy. Này, hay là mày bắt nó làm nhiều quá nên mới chả thế. Lúc nào nó kiểu nó bị tâm lý ấy. Mày bắt nó lên giường mà không lên giường mà bắn cao su đấy để bố là nó chả sợ. Lao kẹo rút nhà mày liệu đi được mấy đường. Kẹo mút vỡ vẩn hết bơm xe đạp lại đến kẹo mút. Chả thế mày rách chuyện rồi đấy. Mỗi ba đứa chơi thân với nhau chưa bao giờ mày. Thân nhưng mà mồm thì thân với rất nhiều người đi. Này, kể hết tao hỏi thật nhá, mồm chồng mày rộng mà môi như con đỉa đến lúc hôn chắc là sướng lắm. Mày chồng nó thế là cũng được rồi. Này, bây giờ thôi à, thế mày không làm thì mày bắt tao làm thì tao điên. Lúc nào muốn thơm chồng mút một cái mày ngập cả mồm. Thôi mày nghỉ tao cũng nghỉ. Mày thật mày điên. Mày nghỉ tao cũng nghỉ, chẳng nghĩ mày nghỉ tao làm. Để yên cho tao nghỉ một tí. Thì ơi, tao hỏi thật mày nhá. Có phải hôm qua mày nghỉ là vì cái kế 37 của tao kể cho mày nghe không? Mày mới kể thôi chứ, mày mới nói số thôi chứ mày đã nói như thế nào đâu mà tao biết mà. Để còn xí cơ, nó chưa kịp vẽ đường ấy, để còn xí quảnh đít hôm qua nhìn mình chồng tao còn bảo khiếp quá cơ. Đấy là còn qua hai cái tường rồi đấy, khổ lắm. Này, luyền. Hay là tao kể của mày. Tao đã làm được gì đâu. Tao mới gợi ý thôi, hay là mày về mày máu quá mày làm luôn đấy. Vậy. Hả? Thế là thực hiện không được, hôm nay nó mới mệt đúng không? Hôm mày... qua tao phải làm bao nhiêu là việc dọn dẹp nhà cửa, sắp Tết tao phải làm. Có vẻ là như thế kia, mày cứ toàn là... Này! Toàn từ... Mày không phải, mày đừng đánh trống lảng đi, mày cứ đi vào chủ đề chính đi cho nào. Tao bảo mày hỏi cái chuyện đấy, mày có thực hiện hay không thì mày nói luôn. Để tao còn biết đường chỉ cái hướng khác cho tao mày. Tao là hàng xóm nhưng mà tao đính chính là có. Kinh không? Này! Hàng xóm mà cứ như kiểu ở trong nhà cái gì. Ôi trời ơi! Ui, kẹt, chồng tao có bảo ui đấy. Cái tiếng kẹt nó kêu còn lâu không? Ôi, giờ mày... hết canh. Này, hôm nào mày đứng mày xem đồng hồ xem khoảng được bao nhiêu phút nhá. Đùa với hết canh. Tao bảo thật nhá, đàn ông mình là chồng mình ấy mày phải nâng niu chiều chuộng thì nó mới thích thú mình được. Chứ đằng này á, mày suốt ngày mày lấy dây chun bắn ông ấy đang muốn dựng ngược lên rồi.
Mà mày giơ dây chun thì ông xỉu mẹ. Đây này, tao cứ ví nó như cái cây này. Đây này, nó như cây non này. Bình thường đàn ông nó như này đúng không? Bây giờ mày muốn nó đứng lên thì mày phải nâng niu cho nó đứng ngược lên. Bây giờ mày muốn nó nâng niu và nó đứng ngược lên để cho nó đáp ứng được cho mày. Mày phải yêu chiều, phải nhẹ nhàng với nó. Con này nó. Đây mày giơ dây chun một cái nó gục đầu lên rồi, nó làm cho sao nó ngóc đầu lên được nữa. Mày này, làm. Chuyên gia tâm lý đấy, nghe nó dậy kìa. Ở gần tao suốt rồi nhưng mà mày không bao giờ học được cái cách thấy nhá. Tao dù là mồm tao có số mồm thật nhưng mà khi nào ở gần chồng nhá, tao không bao giờ tao dùng những cái lời lẽ như mày, hay là không bao giờ dùng những cái... mỗi nhà mỗi kiểu. Này, chả giống nhau. Này, thế bây giờ nhà mày bằng này đi thôi. Ờ, bụng thì to, oai gì. Lúc nào chị em các bụng liệu, thì to, oai liệu gì? Đi sai đường bao giờ không đấy? Nhà tao không bao giờ đi sai đường nhá. Nhớ nhá, nhớ nhá. Mà cứ rồi, hiểu chưa? Mày nhớ nhá. Ui trời. Để xem là nhà tâm lý học, nhà cái gì học nhỉ? Thần kinh học à? À không phải, quên cái gì nhỉ? Con dở này nhá. Cái nhà học nhỉ? Đòi. Nhà khoa học. Nhà khoa học đi. Nhà kỹ thuật học. Nhà phát minh. Nhà phát minh. Nhà tơ nhế ra kiểu thứ 37. Mày xem là nó như thế nào. Mày mày nhớ tao lúc nào cũng phơi phới nha, trong đầu óc tao lúc nào cũng phát minh ra được những cái rất là hay mà người khác chưa bao giờ. Nhưng mà thường người giáo sư tiến sĩ phải thua tao nữa. Phát minh quá cẩn thận sẽ có ngày sai đường, sẽ có ngày tao mày bắt được nó. Nhưng mà xưa không bao giờ sai đường, xin lỗi đi, người ta phải là phối hợp ăn ý. Kể cả đấy nhá, sáng điện hay là mất điện nhá, nhà tao vẫn phập phùng đơn giản, không bao giờ có lỗi kỹ thuật nào hết. Ai chúng mày có ngày khéo lại gãy răng vì kỹ thuật nhiều quá. Tốt nhất là chúng mày đừng nói tao như thế nhá. Chúng mày không biết tao là chuyên gia nghiên cứu à? Tao á, tao biết lái đường hiểu chưa? Không bao giờ để mà lệch lạc được. Không, người ta đôi khi mấy cái bằng lái xe nhưng mà vẫn còn lái đâm mẹ vào con điện. Mày thấy người ta mày đừng nói lăng, người ta ôm vô lăng. Năm nay tao 30 mấy tuổi đầu mà chưa có bao giờ có bằng lái xe, nhưng mà lái xe chưa bao giờ chưa bao giờ bị hỏng nhá. Nhưng mà cái khoản đấy của tao nhá, lái hơi giỏi. Nói nhỏ mồm thôi. Mai đi ra kia, cảnh sát giao thông lại bắt bây giờ. Này, chúng mày phải nhìn thế này. Tại sao ngày xưa chồng tao lại chỉ có 6 mấy cân mà bây giờ đã lên 9 mấy cân? Hả? Cho nó ăn lắm mà chả điều độ. Chả điều độ gì để chết. Thôi à mày à, gớm nó chỉ ăn để chỉ cho là một phần không, thôi. Không nhá. Phải đâu, gớm nó cho ăn lắm để nó tăng nhu cầu lên để phục vụ nó, gớm chả nó thế. Mà chẳng này, ghê lắm. Có đứa nào chiều chồng như tao chưa? Nhung hiêu này, nhân sâm này, ngọc cẩu này, cá ngựa này, lúc nào cũng sẵn vài bình. Nhà chúng mày ăn được chưa? Ba kích tao không chơi, bởi vì nhà những khoản cái nhà tao uống nó hết đâu. Chúng mày có dám đầu tư thế cho chồng không? Ồ, này chồng mày bảo chứ. Uống linh ta linh tinh khéo lại. Này, uống những cái thứ đấy, cho nên là chúng mày tao bảo rồi nhá. Học thì cao hơn tao nhưng mà chúng mày không bao giờ biết nghiên cứu. Tao nghiên cứu cái đấy nhá, toàn là tốt cho cường dương này, tăng cường sinh lực này, dẻo dai này, tăng tuổi thọ này. Mày không biết nào, hôm nọ tao đang cho gà ăn mà nó còn gọi vào làm đôi cái thì mới xong đấy. Ôi giời, tay vẫn còn bốc cám gà. Ôi, bẩn quá con này ý. Làm gì? Không, ghê quá. Nó là nhà khoa học đấy bạn. Nông thôn cám gà cái gì mà ghê. Mình sợ người ta kể ra thèm thì nói bảo mẹ đi, hay là giả vờ lại còn cố để người ta kể ra xong về để học theo. Tào lạ gì cái chúng mày á, bạn chúng mày chúng mày đen tối lắm. Không bao giờ thẳng thừng như tao. Chưa biết đầu óc đứa nào. Ui giời. Nhưng mà nhà phát minh nhà mày như của mày là dởm rồi. Nhiều khi người ta chỉ cái kiểu như là nói thì nhiều nhưng mà làm thì được bao nhiêu kiểu đấy. Nói chỉ được cái mồm nói thôi. Thế tao hỏi mày nhá. Hôm kia tao vừa bày cho mày kiểu thứ 37 mà tại sao hôm qua mày lại nghỉ làm? Tao đã bảo tao mệt mà, tao bị đau lưng. Thôi mày đừng có cãi làm gì cả. Tốt nhất là cứ ngoan đi. Tao bảo gì phải nghe vào. Thì tao vẫn ngoan mà. Ngoan đi xong rồi tao kể cho mày nghe. Cái này nhá. Thôi thôi không phải cãi với nó đâu. Nó đang sáng chế, nhà khoa học đang sáng chế ra kiểu 38 rồi. Kiểu lúc nào sao mày hiểu ý tao thế? Ôi trời, trong đầu nó luôn luôn sáng chế nào đó mà thành công nó bảo mày. Tao đang nghiên cứu cái kiểu thế thứ 38. À, mà đúng là kiểu thế thứ 38 là của dân Hà Tĩnh nhà mà chồng mày đấy. Sao đấy? Thì 38 chẳng là biển số xe của Hà Tĩnh nhà. Ôi trời ơi, đấy. Đúng là cái đồ liên tưởng, đúng là nhà văn minh. Cái kiểu gì nó cũng nghĩ được. Đây là kiểu thứ 38 nhá. Rất hay và độc đáo nhưng mà tao đang nghiên cứu dở. Lúc đang nào xong à? Tao bảo thành công nhá, chứ mẹ đừng có chơi kiểu nửa mùa rau nhôm trước ta bị đấm tím. Đây. Mày có biết không, chơi tím cả mắt đây này. Ôi ơi. Đấy là do đấy. Mày thôi. Đang ngủ mà, nó dậy đi đái. Đấy. Rồi.
Nó vào mình tưởng là nó vào nó ngủ tiếp, nó bóp cho mình một phát mà này nó hết cả mắt luôn. Nó đang ngủ nó dậy nó đi vệ sinh, thế là mày vào mày chụp lấy của nó, thế nó chả giật mình nó chả đấm cho nó và nó tưởng là cảnh trộm à, hay là nó tưởng con trai nhảy ra suy đời. Thế thì từ sau nó mà có dậy thì mày thôi mày im mà nghe xong rồi để mẹ đi cho đúng đường thôi. Mày chồng không có nhà im mồm đi, nói ra mà lại xỉu dãi, hay là mày thích chồng con khỉ rồi mày nói này, lung tung tao cấm đấy nha mày nói giết. Này đang mùi dưa chuột đây, làm mùi dưa chuột. À đúng đấy, tao bảo thật, dưa chuột đang rẻ cứ mua về. Không, xài thoải mái. Tao bảo lên shopping cái gì ấy nhỉ? Mua cái hình nộm ấy. Không phải đâu, cái bọn Nhật bây giờ. Ôi. Hả, Nhật bây giờ nó bán cái gì mà hay lắm nha, tao thấy. Không, hình nộm, thua hình nộm hết. Hả? Hình nộm. Không mượn. Đẹp trai như kiểu mà tài tử Hồng Kông. Thì tao hỏi mày nhá, thì ví dụ giả dụ tao có mượn tí chứ tao có lấy mất của nhà mày đâu mà mày ghê gớm chứ chị. Trời ơi, mượn là mất luôn thì nhờ. Không tin thằng nào hết. Nhất là bạn bè càng tin càng mất vợ mất chồng. Mượn tí mà. Ờ, cái này là tao bây giờ nói đúng đấy. Bây giờ hiện đại bọn Trung Quốc với bọn Nhật Bản nó toàn sản xuất ra những cái mà cái gì mà nhìn hay phết này, nó cứ làm rung rung ấy. giống như kiểu massage cổ với massage gáy này. Mày lại ấu trí rồi. Mua cái đấy vậy để làm cái gì hả? Tao đang bảo giống như đấy mày rốt thế. Ờ, thế cũng vậy. Ý là nó cũng kiểu ôi, điện con lại hai mẹ. Thôi thai cho nó. Thôi đi đừng kể không, nó là xỉu dãi. Con đi về giờ đây, hai mẹ. Mẹ cũng bao giờ mẹ nghĩ là kiểu thế mày mới đấy, tao khổ nha, tao đi làm với nó mấy hôm rồi đấy. Mày dạ vâng. Đi buổi ra. Dạ vâng ạ, à, gớm nhà bà thì cũng dùng giờ suốt ngày còn kém cơ. Tốt nhất là im vào để chuyên gia còn có thời gian để nghiên cứu nhá. Xong rồi có ra phát minh ra cái tư thế nào người ta chỉ cách cho mà làm. Chuyên gia được cái. Thế bây giờ nhá, tao hỏi mày nhá, mày phát minh ra kiểu 38 thì nhà mày thực hiện à, nhà mày hoàn thành kế hoạch à quên. Cái nó hoàn thành rồi, hoàn thành cái kiểu 38 rồi thì nhà nó thế này thì mày mày chồng đi vắng hỏi làm gì? Tao hỏi cho tao bảo thì thế nhà nó thế này thì mày có thực hiện được không? Nó cần thì nó phải hỏi tao nhá, không bọn mày. Cho nó ăn lắm vào. Người ta chưa thường người ta chưa nghiên cứu ra xong rồi cứ dò hỏi xong về thực hiện á, làm hỏng hết cả bản quyền của tao à? Chúng mày đi ăn cắp à? Thôi, lượn làm đi. Hôm nào đang tao bảo tao đi làm đây, tao chả có thời gian tao nghe chuyện chúng mày đâu. Tao cứ ngoan đi, lần sau bạn chỉ cho. Ui giời. Thì nói nhiều đâu hết cả giọng. Mày mà nghe nó thì chắc là nhà nó có mẩu ấy, bây giờ nhà mày xấu dây nhưng mà tốt củ ré dài ấy giờ. Tao làm thế nào được kiểu 38 biết là của nợ nhà mày dài nổi tiếng rồi. Không phải nói, mày kết mỗi cái đấy của thằng ấy thôi. Dài nhưng mà như con run ấy. Hả? Dài nhưng mà như con mày run. Mày không phải đâu, chồng tao bảo là đi bộ đội nó từ bé á. Mỗi lần mà đi tắm mà hay là đi vệ sinh cùng ông ui giời giật mình có hôm anh còn ngã cho anh còn tắm. Làm đi. Lần đầu tiên nhìn mày ấy, cứ nằm không nói nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy khủng quá hiểu không? Lúc đi không có đàn bà đâu mà đi xả nước vào kiểu là nó sởn gáy ốc ấy. Thôi làm đi. Suốt ngày kiểu 38 đấy chuẩn bị cứ thời gian để mà suy nghĩ kiểu 38 mà dạy Thủy. Sao chúng mày không chịu thực tế một tí nào nhỉ? Này này này, đợi hôm nào chồng nó về sang hỏi dò nhỉ. Nó lại tát cho. Nhà tao đang ở nhà đây. Nó vừa mày nhỏ nhẽ không đấm lại được nó à? Hả? Làm thế mất tình cảm bạn bè thôi, cứ phải giữ gìn cho nó để nó có cái để xài chứ. Dạ. Nhà tao nhìn thấy cũng gầy còm xuống mù, chắc chán thua gì đâu. Ai bảo mày không ăn thua? Không, công nhận là tao công nhận là nhà thằng này là xấu dây tốt củ thật. Anh nhà tao kiểm chứng rồi. Còn nhà mày là tao chưa nhìn thấy. Mai sang. Mai mày về cho nó sang cho nó kiểm chứng. Hôm nọ ông mặc con đùi đỏ đứng ở đường. Có phải lấy dây buộc không đấy? Không. Nhưng mà ông ấy đứng nó cứ kiểu là cái chân nó nhỏ mà. Hay đứng thì cứ kiểu gió nó thổi trời lạnh ấy. Nó cứ đu đưa tao ngoài mà tao dòm mãi không thấy gì cả. Nó quảng cáo dài mà tao phải ngó cho nó có dính đầu gối không mà có thấy đâu. Tao tưởng nó sắm cho. Chứng tỏ con này nó phét. Tao tưởng nó sắm cho cái dây nó buộc lên cổ rồi hai chân cứ thế này. Không. Không phải. Mà chân tuần hoa đây mày ạ. Hoa chả đẹp như hoa, anh này có đẹp không? Không. Tao bảo là hôm nọ tao hỏi thì bảo là này, chân nó toàn hoa đấy chứ của nợ của nó có hoa không mà nó không dám nói, nó cứ ngồi nó cười đấy, chứng tỏ là có thật. Có cái con khỉ đập trên trận vơ vẩn. Chỉ có ở chân thôi, chân bị hoa là bởi vì bọ chó nó cắn. Này bọ chó nó cắn chân khả năng là chỗ đấy. Hay này, hay là không được cái này, không được này. Hay là mày tra tấn nó nhiều quá đấy. Tra tấn thì cấu véo nó chỉ bầm cấu cái gì làm sao nó ra sẹo được, cổ ra nó giữ ra lại cứ lấy dây chun bật băng thế này thì bố được nào tao thua nó quá thế. Thôi tao không ngờ hôm nay chốt một câu là mày cũng dê không kém được tao Thủy ạ. Vâng,
đừng có mà linh tinh tao về trong sáng đấy. Ôi trời ơi. Hôm nay tao thì tao không dám nhận nhưng mà tao trong sáng. Tao không bảo mày đen tối đâu, tao bảo mày dê cụ thôi mà. Không, không được dê ở đây. Ôi. Dê ở đây chỉ có mày thôi, cái đồ nhà phát minh dởm. Này phát minh dởm mà suốt ngày bảo tao vậy. Thế mà nó dạy mày, nó phát minh dởm mà nó dạy mày kiểu bác bảy, thế mà mày về mày thực hiện. Thế thì tao mày tao chỉ ngu đấy thôi. Dởm mày không là tao chỉ biết là về là hôm sau tím mắt thôi. Đấy. Vẫn thực hiện mà người ta dởm mà vẫn thực hiện. Chứng tỏ là mày không thật lòng. Con này rất là lươn lẹo. Ba một lần nó không bao giờ có lần thứ hai. Ôi giời thôi, đòi xin thì thôi, này chuẩn bị kiểu 38 ra rồi đấy nhá. Được rồi, cứ ngoan đi. Ngoan thì cái gì cũng có, các thầy bảo rồi. Không thèm. Này Trang ơi. Tao kể chuyện này là chỉ có tao mới thủy nghe nhá. Chồng mày đi vắng mày cấm được nghe đâu. Bây giờ nghe cười ở đây cho xong về phải bỏ quên hết. Được chưa? Chứ bây giờ mày mà nghe này về lấy cái đâu cái mà dùng. Chẳng nghe mua dưa chuột à? Ờ, chúng mày cứ giữ lấy các kiểu của chúng mày mà dùng. Ờ, tao cứ dặn mày không có giờ về sợ nghĩ đến lại thèm. Mày ấy, ai như mày ấy. Có tao thì cuộc đời nó mới vui ấy. Ờ, của nhà mày tất mày cứ giữ lấy mà dùng, giữ tất lại. Tao có cần đâu. Ờ, tao nói đúng thì nhỉ. Ôi ôi, ghê quá. Tao công nhận nhà phát mình cứ nói câu này là đúng. Tao nghĩ là mày chịu khó phải mang quà bánh cho tao đấy. Thôi, mày... cho tiểu đường. Ờ, thôi mày, chúng mày cứ giữ lấy mà dùng, tao chả làm nữa, tao đi về. Lượn. Làm nốt luống này đã. Thôi tao chả làm nữa, chúng mày làm chúng mày được nhiều tiền. Tao chả nghe, cứ nghe đấy. Cuối cùng ấy. Kể ra nghe thèm đấy. Chắc là nghe lại bứt rứt rồi. Vâng. Mày không biết là chồng tao vừa hôm qua về. Hiểu chồng đi xa nhà là thế mà. Tao thì hiểu tâm lý của bạn mình lắm.